Để coi có loại một. Chờ anh ta coi nha. Mình mua lại 30.000 ký. Mình mua xong rồi bây giờ mình sẽ về nha. Mua ngay vườn mãng cầu Cuba luôn em các bạn. Vườn mãng cầu na siêu sạch, việt gáp nha, tự hái chọn cái được luôn. Đâu? Ủa có mít nữa kìa. Mít này ngon lắm, gan mít muối này ngon lắm.